mong muốn là gì? Không có cháy, nó thiệt hại về tài sản không nào, mà những thiệt hại tính mạng con người thì mình cảm giác là mình rất thương tâm. Có rất nhiều thời điểm là tôi đã khóc cho một mình. Trước đây thì vì đôi chân của mình, và sau này thì vì rất là nhiều lý do. Mẹ không thể nghĩ được rằng là một đứa trẻ đối mặt với cái việc mẹ bị ung thư có thể nói sao nhỉ, can đảm như là con. Anh Lộc, muốn âm nhạc của mình phải là thứ thật là đẹp. Bác tin, bác và cũng hy vọng là nó sẽ tiến bộ hơn. Với thời gian gần đây là bác cũng thấy tiến bộ nhiều. Điều ghê gớm nhất, bản thân tôi cũng rất trăn trở điều đó. Giải quyết cái vấn đề về nói tri thức cho các em nhỏ. Không thể nào dễ dàng đầu hàng được, phải kiên định và làm đến cùng. Thì tôi nghĩ rằng thì dần dần thì cái kết quả nó mới đến được. Chúng tôi tin rằng niềm cảm hứng có ở khắp mọi nơi, có ở trong mỗi con người. Điều quan trọng là chúng ta có nỗ lực để tìm thấy niềm cảm hứng cho riêng mình hay không. Sự tử tế vẫn có ở sẵn trong tất cả mọi người. Nói ít làm nhiều, đó là phương châm của Su. Có thể là vì sau này mình sẽ làm được những việc lớn hơn Trâm. Niềm cảm hứng ở đời này là bất tận, và chúng tôi vẫn đang góp nhặt từng ngày những niềm cảm hứng ấy. Hãy cùng chúng tôi bước chân lên con thuyền cảm hứng, cùng chúng tôi dương buồm và lan truyền niềm cảm hứng đến tất cả mọi người.